Không được, bóng đã không thể đến với vị trí của Tuấn Hải. Cú đánh đầu chuyền bóng dứt điểm. Bây giờ là Văn Quyết sút bóng. Goal! Một trận derby và biểu tượng của Hà Nội FC đã giúp cho đội bóng của anh vượt lên. Tại vòng 4 LP Bank V-League 1 2024-2025, câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ có trận derby thủ đô gặp Hà Nội FC ngay trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây là trận đấu chứa đựng nhiều bất ngờ bởi sức mạnh và phong độ của hai đội ở thời điểm hiện tại đang là tương đương nhau. Hai đội bóng cũng đang đứng cạnh nhau trên bảng xếp hạng. Chính bởi vậy, màn so tài sắp tới sẽ rất đáng để chờ đợi. Theo huấn luyện viên Manu Polking, một trong những cái tên nguy hiểm nhất bên phía Hà Nội FC chính là đội trưởng Văn Quyết. Cựu thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan đánh giá rất cao tài năng của tiền đạo mang áo số 10 và cho rằng đây là mối nguy hiểm lớn nhất đối với Công an Hà Nội ở trận đấu sắp tới. Yeah, for me, Van Quyết is one of the best players I saw playing for Vietnam. Với tôi, Văn Quyết là một trong những tiền đạo hay nhất của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đã có nhiều dịp đụng độ nhau. Cậu ấy chơi bóng rất đầu óc và luôn có những ý tưởng hay trong mỗi trận đấu. Cậu ấy luôn biết cách chọn cho mình vị trí tốt để ghi bàn hay kiến tạo. Mới đây, Văn Quyết đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia để tập trung cống hiến cho Hà Nội FC. Với tài năng và vị thế của mình, Văn Quyết chắc chắn sẽ là đầu tàu đưa Hà Nội FC hướng tới chiến thắng. Chính bởi vậy, nếu muốn giành một kết quả tốt, huấn luyện viên Manu Polking chắc chắn sẽ phải có phương án để phong tỏa cầu thủ này. Chúng ta đều biết cậu ấy nguy hiểm như thế nào, bởi vậy chúng tôi sẽ phải tìm cách phong tỏa cậu ấy, hay ít nhất là hạn chế tối đa tầm hoạt động của Văn Quyết, để cậu ta không thể tạo ảnh hưởng của mình lên trận đấu. Nhưng một lần nữa tôi phải khẳng định, tôi vô cùng ấn tượng với Văn Quyết. But yeah, he's an amazing player for me. Về phía đội bóng ngành công an, khả năng ra sân của tiền đạo Alan vẫn còn đang bỏ ngỏ, nên Leo Arthur chính là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của huấn luyện viên Manu Polking. Ngoài ra, những cầu thủ như Quang Hải, Đình Bắc cũng đang có thể trạng tốt. Tốc độ của Đình Bắc cùng khả năng tạo đột biến của Quang Hải cũng là điều mà vị trí lực gia người Brazil có thể chờ đợi ở cuộc đọ sức tới đây. Hiện tại trên bảng xếp hạng, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang đứng ở vị trí thứ 7 với 2 điểm kém hơn Hà Nội FC xếp ngay phía trên. Một chiến thắng trong trận derby thủ đô không chỉ giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội áp sát top đầu, mà đó còn là lời khẳng định cho tham vọng chinh phục danh hiệu ở mùa giải năm nay của nhà cựu vương V-League. Khá tốt. Không được. Bóng đã không thể đến với vị trí của Tuấn Hải. Cú đánh đầu chuyền bóng dứt điểm. Bây giờ là Văn Quyết sút bóng. Một trận derby và biểu tượng của Hà Nội FC đã giúp cho đội bóng của anh vượt lên. Một thói quen rồi, một thói quen khó bỏ với Văn Quyết. Những sự lập cập ở nhịp xử lý đầu tiên, nhưng mọi thứ trở nên hoàn hảo trong pha xử lý tiếp theo đó của Văn Quyết. Một tình huống quật bóng để loại bỏ được Bùi Hoàng Việt Anh. Trước đó Tuấn Hải là người đã mang tới cơ hội. Văn Quyết đã có một pha dứt điểm rất gọn gàng. Đường chuyền nhanh của Tuấn Hải. Bây giờ là Văn Quyết. Vẫn tiếp tục là Văn Quyết dẫn bóng. Văn Xuân xử lý tự tin. Tăng Huệ. Văn Xuân có cơ hội sút bóng. Không vào. Cái chân trái này không thể uyển chuyển và chính xác như cái chân trái của Văn Quyết trong tình huống trước đó. Điểm chạm của Tăng Huệ đã trở thành một đường chuyền để mang tới được khoảng trống cho Văn Xuân. Có nhiều khoảng trống, có kịp không? Pha băng lên rất nhanh của Tuấn Hải. Tuấn Hải xử lý như thế nào? Tuấn Hải vẫn không vào. Tuấn Hải không thể hài lòng với pha dứt điểm của mình. Tim Hồ đã mang tới một cơ hội rõ nét dành cho Tuấn Hải. Một tình huống mở bóng ấn tượng của Tim Hồ. Nó rất phù hợp với đà băng lên của Tuấn Hải và ở thế 1-1. Pha đặt lòng của Tuấn Hải đã không đủ để khiến cho trái bóng đi cuộn hướng vào khung thành của Nguyễn Philip. Đưa bóng vào. Tá Quê không vào. Tiếp tục là một cú dứt điểm khác, vẫn không vào.
Hàng phòng ngự bên phía câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa rồi đã trở nên rối ren. Quả tạt là rất tốt đến từ Văn Quyết. Tạ Huệ cũng đã có một pha bật cao đánh đầu, khiến cho trái bóng đi trúng xa ngang. Sau đó thì Hồ Tấn Tài đã phá bóng không thực sự tốt và mang tới thêm một cơ hội cho các cầu thủ áo tím. Văn Quyết rất lộn xộn, Tuấn Hải dứt điểm vẫn không thành công. Lần này thì cả Bùi Hoàng Việt Anh cũng như là Nguyễn Philip đã từ chối nỗ lực của Tuấn Hải. Văn Quyết và Nguyễn Philip. Văn Quyết không vào. Sa ngang đã trở thành một vị cứu tinh cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Rất đáng tiếc cho Văn Quyết, rất đáng tiếc cho đội chủ nhà. Sa ngang khung thành của Nguyễn Philip đã cứu thua cho nhà đương kim vô địch. Khá tốt, cơ hội dành cho Hải Long. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với Hải Long. Một trận đấu có quá nhiều điều để nói về Hà Nội FC, về những cơ hội mà họ có. Lại là một tình huống 1-1. Được chuyền dành cho Tạ Huệ. Bây giờ là Đinh Hải, một cầu thủ có khả năng tạt bóng tốt. Vẫn là Tạ Huệ, ngả người và dứt điểm ngay, sút tiếp vẫn không vào. Tiếng còi đã vang lên từ trọng tài Lê Vũ Linh. Ông xác định là Tạ Huệ phạm lỗi với Bùi Hoàng Việt Anh. Anh Quang Long thân mến, tôi đang có cảm giác về một điểm nổ nào đó sẽ xuất hiện trong quãng hơn 10 phút cuối này. Everton, Ryan Hà pha mở bóng xuống khá tốt dành cho Văn Trường. Vẫn tiếp tục phối hợp, sút bóng kỹ thuật vào. Hùng Dũng đã có phần kém tiếng ở hiệp thi đấu thứ hai, nhưng anh đã xuất hiện ở thời điểm quan trọng nhất. Một pha dứt điểm bằng lòng trong chân phải rất cơ bản, nhưng nó là sự tinh hoa, bởi nó đã mang lại sự hiệu quả tối đa trong một trận đấu derby thủ đô và giúp cho câu lạc bộ Hà Nội có được lợi thế. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Bây giờ là Văn Trường phối hợp khá tốt. Ryan Hà vẫn cố gắng chuyền bóng chứ không phải là một cú dứt điểm. Đình Hải, Vũ Đình Hải sút bóng không vào. Còn hơn một phút nữa, một quãng thời gian đủ để cho câu lạc bộ Công an Hà Nội tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Lê Vũ Linh. Đội bóng giành chiến thắng trong trận đấu derby thủ đô vòng đấu thứ 23 của V-League 2023-2024 là Hà Nội FC. Văn Quyết, Hùng Dũng là những người đã ghi bàn và giúp cho câu lạc bộ Hà Nội có được một chiến thắng quan trọng tiếp theo. Một con số 5 rất duyên giữa hai đội bóng, giữa hai đại diện đến từ thủ đô. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.